Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam Toyota Camry 2.4G 2010. Chủ xe mua xe tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy vào tháng 11, ngày 23 tháng 11 năm 2010 và bảo trì bảo dưỡng hãng cũng khá là đều các anh chị. Đây là một mẫu xe thuộc phân khúc hạng D rộng rãi. Khi 2010 mà gia đình nào mà sở hữu được chiếc Camry này phải nói là rất là khá giả. Rồi mình sẽ qua xem qua về chất lượng của sản phẩm nha các anh chị. Sản phẩm này thì anh chị nhìn cái đầu xe là anh chị sẽ biết đi kỹ và xe này chất lượng xe còn rất là mới luôn. Đó, cụm đèn anh chị nhìn ha, đèn này thì sử dụng là bóng đèn xenon, bóng đèn xenon rất là sáng ga lăng. Đó, anh chị nhìn ha cái độ mới của ga lăng này anh chị thấy không? Đó, lưới cản cũng rất là mới luôn. Đó. Và bóng đèn ở cản là chủ xe có trang bị bóng đèn này là bóng đèn xenon luôn các anh chị. Đó. Bóng đèn dưới là bóng đèn led đó các anh chị, bóng đèn led. Bi ha, dạng bi các anh chị. Rồi khe hở giữa các chi tiết này anh chị nhìn ha. Cabo về cản đèn. Rất là đều, vỏ này chủ xe mới vừa thay 4 cái vỏ mới luôn. Cho nên anh chị mua về anh chị sử dụng thôi, đỡ tốn tiền thay vỏ. Và xe thì bên Huy sẽ tiến hành bảo dưỡng đầy đủ cho anh chị. Cho nên anh chị về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ cái vấn đề gì cả. Đó, anh chị nhìn ha, khe hở cho các chi tiết này. Đó, anh chị nhìn. Và gương này gương chỉnh điện, gập điện, có tích hợp đèn báo rẽ đầy đủ luôn các anh chị. Tay nắm cửa mà chrome này, có nẹp cửa. Và anh chị nhìn ha, các cái đường găng nhìn nó khá là đều. Thì xe này bên Huy về sẽ tiến hành làm đẹp, đánh bóng. Và một số những chỗ mà trầy xước nhẹ thì bên Huy sẽ tiến hành sơn, làm đẹp tại xe. Cho nên là những cái sản phẩm bên Huy về là anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải làm thêm bất kỳ cái vấn đề gì cả. Vỏ sau bên tay, mâm rồi anh chị nhìn ha, rất là mới. Xe này gia đình đi kỹ cho nên là những cái chi tiết bằng nhựa rồi anh chị, như là đèn rồi anh chị nhìn ha, rất là sáng luôn. Với 4 cảm biến khoảng cách từ phía sau, kết hợp camera gear nữa thì sản phẩm này được chủ xe trang bị camera gear khá là an toàn trong quá trình mình gear. Gầm về thì đây anh chị xem. 2010 các anh chị nha, 2010. Xe đi rất là dữ cho nên là chất xe đẹp, anh chị nhìn sáng bóng luôn. Có những cái nẹp này anh chị nhìn, anh chị thấy ha, còn bóng và sáng. Và những cái ron này nè, nó không bị chai nha anh chị nha, 2010 tới giờ và nẹp chân kính còn sáng bóng luôn. Thực sự là cũng hiếm, rất là hiếm rồi, bên Huy mới có được một chiếc xe Camry 2010 mà cái chất xe nó đẹp như sản phẩm này. Cho nên là những anh chị nào đang có nhu cầu kiếm cho mình một chiếc xe rộng rãi, thoải mái, gia đình đi kỹ thì anh chị tham khảo lấy chiếc xe này. Giá hiện tại bên Huy đang chào bán là 488 triệu các anh chị nha. Camry, một chiếc xe phân khúc hạng D. Xe này rất là đắt tiền khi mà thời điểm mua đây các anh chị. Ok rồi, tiếp theo Huy mời các anh chị cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm ạ. Anh chị cùng với Huy mình đi xem cốp đựng hành lý ở phía sau. Đó, rộng rãi. Camry là một chiếc xe phân khúc hạng D cho nên là cốp đựng hành lý phía sau khá là rộng các anh chị. Và anh chị nhìn 2010 các anh chị, nhưng mà thực sự còn rất là đẹp. Đó, khai đựng đồ phía sau đây anh chị xem. Đó, mọi thứ còn đầy đủ hết các anh chị nha. Những cái tấm ở phần cốp sau này, keo trùng này, anh chị nhìn ha, còn nguyên bản hết luôn. Và Camry thì anh chị biết rồi, bền, cực kỳ bền bỉ luôn. Với một chiếc xe phân khúc hạng D, gia đình sử dụng kỹ như thế này thì anh chị mua về mình đi là khá là hợp lý luôn. Anh chị nhìn đó, bên Huy chưa có làm maru, chưa có vệ sinh gì hết, nhưng mà do là gia đình sử dụng cho nên là khách hàng đi khá là kỹ và giữ vệ sinh thường xuyên, bảo dưỡng bảo trì đều, cho nên là chất lượng xe này khá ổn các chị. Đó, ghế
da này là da theo xe nha các anh chị nha, da xịn luôn á. Cho nên là anh chị thấy qua năm tháng nhưng mà chất lượng da còn rất là mới. Camry đó, rộng rãi. À, những ai mà đã sử dụng Camry rồi thì sẽ cảm thấy được cái độ rộng rãi của chiếc xe. Và hệ thống điều hòa thì xe này sử dụng hệ thống điều hòa hai vùng độc lập. À, hai vùng độc lập nha các anh chị. Có thể điều chỉnh được cái độ mở của hướng gió và cùng với hướng gió ở phía sau. Đây. À, đây là chi tiết bọc da nha anh chị nha. Đây. Và ghế là chỉnh điện hết nha các anh chị. À, ghế là chỉnh điện hết. À, đây là bên phụ chỉnh điện nè, ở bên tài cũng chỉnh điện luôn. Da ghế là màu kem. À, Huy sẽ lên phía trước để xem kỹ hơn về phần nội thất bên trong. À, tóc bi còn đẹp lắm các anh chị. À, anh chị xem qua màu kem. Và công tắc lên xuống kính là auto một chậm chống kẹt ở tất cả các cửa luôn nha anh chị nha. Ghế chỉnh điện anh chị thấy không? Đó, chỉnh điện 10 hướng. Rồi xe này gương ha. Gương này thì có chức năng gập điện luôn anh chị ha. Hệ thống điều hòa tự động rồi. Bây giờ Huy sẽ nổ máy ha. Nổ máy lên để cho anh chị nghe về tiếng động cơ. Đó, động cơ nổ rất là êm nha các anh chị. Đây, anh chị nhìn khu vực chìa khóa này anh chị thấy ha, xe này chủ xe đi kỹ và chìa khóa này nó không có bị trầy xước quanh này nhiều nha anh chị nha. Và mặt đồng hồ tắp lô cũng vậy, còn khá là đẹp. Đó. Có hiển thị cửa ở phía trước bên tài và phía sau bên tài đang mở anh chị. Rồi đầu DVD, hệ thống điều hòa ha, hai vùng độc lập đây các anh chị. Mình có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ đó, ở bên tài cũng như là bên phụ và phía sau riêng biệt nhau. Rồi hộp số ha, hộp số tự động. Có những cái ổ AUX đó, ổ sạc điện đầy đủ hết các anh chị. Có mùi thuốc luôn ha. Ok, sơ bộ cho anh chị nắm về sản phẩm. Anh chị nào đang cần mua cho mình một chiếc xe sử dụng cho gia đình thì anh chị có thể tham khảo sản phẩm này. Hiện tại giá hiện tại bên Huy đang chào bán là 488 triệu các anh chị, một chiếc xe phân khúc hạng D, rộng rãi, thoải mái. Động cơ và hộp số thì anh chị yên tâm nha, bên Huy sẽ bảo hành cho các anh chị một năm 20.000 cây số. Sản phẩm về thì bên Huy sẽ tiến hành là bảo dưỡng xe, kiểm tra vệ sinh. Đó, thì anh chị sẽ yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Đó, động cơ nổ khá là êm. Do là bên Huy mới vừa lái về, chưa có vệ sinh, chưa có làm đẹp, cho nên là sẽ tốn khoảng vài ngày để tiến hành làm maruguri, làm đẹp, bảo dưỡng lại xe. Anh chị nào có nhu cầu thì đến trực tiếp Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Liên hệ với số điện thoại trên màn hình 0937 688 847 để được Huy tư vấn rõ hơn. Và địa chỉ công ty bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới khi về tại công ty để cho các anh chị tham khảo. Nếu cảm thấy giá cả hợp lý thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị.